đâu nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Cũng đã khoảng một tháng rồi Liêm không có vlog. Thì tại vì xưa nay cái tiêu chí của Liêm là làm vlog là để chia sẻ những cái gì mà người xem được nhận được á, thì thấy được sự bổ ích, chứ em có làm ra liên tục là để câu like và câu view. Thì tất nhiên là tại vì do Liêm không có sống bằng nghề YouTube nên Liêm không có cần phải thường xuyên ra số, nhưng mà mình chắt lọc để mình làm những cái gì mà gọi là có lợi nhất cho anh em. Thì hôm nay cũng như mọi khi, Liêm sẽ hướng đến những cái bạn mà học sinh mà khoảng cấp 3 hoặc là sinh viên á, để có thêm cái nguồn thu nhập từ cá beta. Nếu anh em nào có thể thích và đam mê cái môn này thì cũng có thể biến nó thành một cái nguồn thu nhập. Thì nói chung là lớn không phải lớn, một tháng thì khoảng từ 2 đến 5 triệu thì tùy theo cái mức độ và cái nhận thức của anh em làm. Nếu mà anh em thật sự mà đi sâu á, thì anh em sẽ có lợi nhuận nhiều. Đi sâu ở đây có nghĩa là về chuyên môn nè, về cách mua bán nè, và nói chung là về cái tâm với nghề nữa. Thì ba cái đó cộng lại thì nếu anh em mà đặt vào đó càng nhiều thì anh em sẽ có lại một cái lợi nhuận càng nhiều. Thì tại sao Liêm lại hướng dẫn anh em nuôi cái này? Tại vì cái đây là một cái hình thức kinh doanh, nó không tốn của anh em quá nhiều thời gian nếu anh em làm đúng cách. Và cái thứ hai là nó không ảnh hưởng tới việc học của anh em và việc đi làm của anh em, nếu anh em đang có việc làm khác hoặc là anh em đang đi học. Nói chung là nó chỉ dành khoảng thời gian, quỹ thời gian của anh em trong ngày khoảng chừng một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà nguồn thu nhập anh em có lại được thì nó lại nhiều hơn những cái việc mà anh em đi phụ bàn đồ này nọ, chạy quán. Thì bây giờ chạy quán thì nó nằm tầm 12.000 đến 15.000 một tiếng. Thì anh em làm một cái nghề như thế này thì nếu mà tính ra bình quân mà một tháng anh em đã cứng nghề rồi, đã có cá rồi, thì anh em phải kiếm khoảng được trung bình phải là 3 triệu. Đó, một cái anh em bỏ ra một thời gian mà phải 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, anh em kiếm 1.100.000 là không khó nha anh em. Tại vì anh em cứ tính như vậy đi, thì khi anh em bích một con cá bình thường thôi, tầm trung thôi, anh em bích lên mà chỉ cần có một người nào được thì anh em bán 70.000, 100.000 là chuyện bình thường. Đó, thì anh em thấy nó là một cái thu nhập rất là thật, chứ không phải là một cái thu nhập ảo tưởng. Thì còn vấn đề mà anh em muốn có thu nhập thì trước tiên anh em làm là phải là có kiến thức về loại cá này, hoặc là anh em đã có kiến thức rồi thì đó là một nền tảng rất là tốt. Thì bây giờ là anh em để nuôi một cái dàn cá này thì anh em Liêm khuyên anh em đừng bao giờ nhập những con cá giống đắt tiền vào được cái đầu tiên, và đừng bao giờ đầu tư quá nhiều vào cái ví dụ gọi là lần đầu á, quá nhiều tiền. Thì anh em cứ đầu tư là một cái kệ như thế này, là mô hình của nó, anh em thấy không, anh em ép khoảng 4 bài như thế này thôi, đừng nên làm quá nhiều. Đây là một cái mô hình cho anh em mới chơi. Thì anh em làm một cái kệ 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Tầng dưới anh em câu tiết kiệm, anh em câu đèn cho một tầng dưới thôi, đèn thủy sinh nha, để anh em có thể kết hợp trong bèo vi sinh, để anh em nuôi cá bầy gần như là không chết, không bị mất mẻ. Còn ví dụ như mà giữ cá bầy thì anh em coi những cái video clip trước của anh của Liêm, hoặc là coi những cái video clip trên YouTube, rất nhiều anh em chỉ những cái phương pháp hay đó. Thì anh em nuôi trong khay như thế này thì anh em ép 4 bầy. Sẵn đây Liêm nói, nếu mà anh em nào mà chưa tự tin vào cái công việc này thì có thể qua 20 đường số 9 Linh Sơn Thủ Đức, Liêm sẽ tặng cho anh em mỗi một người vậy 1-2 cặp cá. Thì tất nhiên là cá không đẹp đó, nhưng mà nó cũng có giá trị nhất định để anh em về anh em tập ép thử đó, rồi để coi anh em có thể làm được hay không, rồi anh em phải đầu tư nha. Đó, rồi sau đó anh em nhập thêm một dàn hũ như thế này. Thì một kệ như thế này anh em đếm đi, 3 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, là 36 hũ, 72 hũ và 108 hũ đó, thấy chưa. Thì khi anh em làm như thế này, nếu mà 4 bầy mà đạt á, thì một bầy nó sẽ lớn lên tầm phải 200 con, nhưng anh em không lấy được hết 200 con đâu. Nếu mà cá đẹp anh em lựa ra bán thì một bầy anh em khoảng lấy được từ 10 đến 15 con là ok, đó là cái mức trung bình đó. Thì theo cái nguồn gen giống của anh em có tốt hay không, thì khi anh em lấy anh em bỏ lên đây đó, để anh em phơm mà cho cứng cá thì anh em bắt đầu bỏ lên bit, hoặc là đấu đang đưa lên trang cá nhân gì đó. Thì tất nhiên là dạo gần đây Facebook nó siết thì anh em sẽ tránh đi những cái lời lẽ mà mua bán nè, hay là những cái gì á để Facebook nó phá Facebook của mình đó. Thì cứ nếu muốn học hỏi kinh nghiệm thì cứ vào cái trang Raw Aquarium của Liêm á, hoặc là trang cá nhân của Liêm á, thì thấy Liêm đăng không bao giờ bị lóc hết, tại vì Liêm không có đăng những cái từ ngữ mà bị Facebook nó cấm đó. Thì anh em với một cái mô hình như thế này thì anh em làm thì khoảng 3 tháng sau là anh em sẽ có thu nhập nha. Đó, nếu anh em chịu tìm tòi học hỏi kiến thức trước rồi hãy bắt tay vào việc thì khoảng 3 tháng sau anh em sẽ có thu nhập. Thì với 4 bầy thì cái chuyện mà full 3 kệ như thế này á, 3 tầng kệ như thế này rất đơn giản. Và một ngày anh em chỉ cần bán từ một con là anh em sẽ có một cái nguồn thu nhập gọi là gỡ lại tiền trùng. Và anh em nếu mà bán được con thứ hai là anh em sẽ có thu, rồi sẽ có một cái lợi nhuận á, gọi là bằng một cái người công nhân đi làm bình thường. Thì cái này là một cái nghề nó khá nhàn,
nhưng mà không nói vậy nó không phải là nó không cực đâu nha. Tuy nó không đầu tư vào tay chân nhưng nó sẽ đầu tư vào trí óc của anh em. Trí óc có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh em phải tìm tòi học hỏi cách làm sao để cho con cá khỏe và làm sao để có một cái bảng màu con cá đẹp, thì tất nhiên cái đó không ai chỉ được hết, anh em phải đi tự học và tự lụm. Còn nếu anh em muốn học hỏi mà theo cái mô hình của Liêm và là kinh nghiệm của Liêm đang có thì anh em cứ qua Liêm sẵn sàng để chia sẻ cho anh em mà muốn kiếm tiền từ cái nghề này. Thì khi mà anh em đã gọi là cứng nghề rồi thì anh em bắt đầu nhập những cái bài, những cái gọi là cặp cá mà tuyển á, có thể từ anh em trong nước và cũng có thể từ Indo hoặc là Thái Lan, thì khi đó anh em sẽ đẩy mạnh cái chất lượng của bán từng con lên. Thì khi lúc đó anh em sẽ bán một con khoảng giá thị trường như cái khung của Liêm bán á, 250 nè, 350 nè, 650 nè, đó. Thì lúc đó cái nguồn kinh tế của anh em lại tăng lên. Thì tất nhiên kinh tế anh em đã tăng lên rồi thì anh em phải tái đầu tư lại để cho những cặp cá giống của anh em càng ngày càng chất lượng. Và khi đó anh em sẽ có thể nhân rộng mô hình ra như thế này, làm kệ lớn hơn, dài hơn, đó, ép nhiều bầy hơn. Đó, anh em thấy không? Đó. Đó, như Liêm này mô hình, cứ tại sao Liêm lại chọn tầng dưới là tầng ép mà không phải là tầng trên? Đó, anh em biết đó. Tại vì khi mà mình phơm cá mà phơm ở tầng dưới thì cái việc cho ăn nó từng hũ nó khó, và anh em quan sát con cá nó có đẹp xấu không để anh em đem bít rất là khó, nên mình chọn cái tầng dưới là cái tầng để ép cá là thích hợp nhất. Rồi ba tầng trên là nó phù hợp với chiều cao của mình để mình quan sát con cá nó dễ nè. Đó, anh em thấy không? Với lại tầng dưới mình câu đèn thôi, còn ba tầng trên mình phơm mình không câu đèn. Thì còn tất cả cái gì về kinh nghiệm thì anh em coi những clip trước của Liêm hoặc là coi trên YouTube. Thì Liêm hôm nay là Liêm muốn hướng dẫn anh em để có thêm cái nguồn thu nhập, nhất là với sinh viên. Thì Liêm làm việc á, nói chung là Liêm lúc nào cũng muốn cống hiến một cái phần gì đó cho xã hội và cho cái giới trẻ. Tại vì thay vì đó anh em cái tuổi sinh viên mà, mình có thể làm được cái này đi. Liêm không nói là có thể thành công, có thể thất bại, là đó là tùy do bản chất của mỗi người nữa. Cái đầu óc suy nghĩ và cái suy luận mua bán của mỗi người nó khác nhau. Đó, thì có thể anh em thất bại đi chăng nữa thì anh em cũng đã có một cái kiến thức nhất định về cái gọi là cái kỹ năng sale của anh em. Và nếu anh em có thành công thì đó cũng là một cái gọi là một cái đam mê chơi cá rất là lành mạnh. Anh em có một thú chơi mới, nó tịnh, nó gọi là tịnh trí đi rồi, nhưng mà nó lại có thêm thu nhập để cho anh em bươn chải cuộc sống, thì đây là một việc nói chung là khá là nhàn nhã chứ không có gì hết. Nhưng mà quan trọng là anh em phải tìm hiểu thôi. Thì với cái mức thu nhập này nó có sẽ thể cho anh em tự ăn nè, tự tiêu xài vặt vãnh nè, đó, nói chung là làm là nhẹ gánh nặng cho ba mẹ ở dưới quê gửi tiền lên cho anh em. Thì một tháng nó không nhiều, khoảng từ 2 đến 5 triệu như Liêm đã nói, sau khi đã trừ hết tất cả các chi phí. Thì tất nhiên nếu mà nuôi theo cái mô hình của Liêm á, thì anh em không phải tốn tiền nước đâu, tại vì Liêm nuôi cá Liêm không có thay nước, và anh em chỉ tốn tiền duy nhất đó là tiền con giống và tiền đồ ăn. Thì tiền con giống khởi nghiệp lúc ban đầu anh em có thể mua những cặp giống khoảng chừng 500.000 đổ lại thôi, là một con chống mái là mỗi một con phải 250 á. Thì khi đó là anh em đừng bao giờ đầu tư, có thể anh em đầu tư cá giống tốt để anh em rút ngắn được cái khoảng thời gian mà làm ra cá xấu, nhưng mà anh em đừng bao giờ đầu tư. Tại vì thí dụ như anh em đầu tư tới 2-3 triệu một cặp cá giống thì khi đó anh em sẽ có cái gọi là có cái bài cá con đẹp, nhưng mà lúc đó kinh nghiệm anh em chưa cứng, lỡ nó có gì thì anh em sẽ bị thất bại và anh em sẽ rất là dễ nản. Theo cái kinh nghiệm Liêm khuyên, đừng bao giờ nhảy vô làm cá xịn liền, mà hãy lên làm cá dởm đi, thậm chí là làm ép cho nó đẻ được thôi, giữ cho cá con sống được thôi, rồi anh em hãy nên tiếp tục cố gắng đầu tư. Đó, đừng có bao giờ mà nhảy vô làm một cái đung là rất là nhiều bầy, rất là nhiều hũ phơm, đừng bao giờ làm vậy nha. Cái đó là kinh nghiệm thật sự, vì anh em quản không được, vì lúc đó cái nội lực anh em chưa có để gọi là tu luyện hết để anh em xuất ra một cái lượng cá lớn như vậy. Và cái thứ hai là cái nguồn thị trường anh em chưa có. Thì anh em biết bất cứ một cái môn nào đó anh em để tự sản xuất ra một cái mặt hàng anh em bán, thì cái việc yếu tố anh em thành công một phần là do cái giá trị của cái sản phẩm anh em làm ra, và cái thứ hai đó chính là cái nhu cầu mà của người mua có đáp ứng đủ cho cái lượng anh em sản xuất ra hay không. Nếu hai cái đó trên là thì anh em sẽ bị dính vô cái vòng bán phá giá, sẽ bị rất nhiều anh em ghét cái thứ nhất, cái thứ hai làm không có lợi nhuận. Tại vì anh em sản xuất cá thì cái đầu ra anh em phải nhắm sẵn đi. Có thể bây giờ anh em chưa làm ra được cá, anh em lấy thử 1-2 con về bán, hay là lấy 10 con về bán. Đó, để anh em tìm hiểu thử cái nguồn thị trường nên anh em bán lẻ. Và anh em nếu mà anh em bích lên mạng á, hoặc là bích lên trang cá nhân, thì coi bao nhiêu cái lượng tương tác, anh em nhắm cái đó, anh em sản xuất số lượng cá nó phù hợp với cái lượng mà khách mà thực dụng á, thì nó sẽ hay hơn. Anh em đừng có đổ ra anh em làm một cái bùm rất là nhiều để lấy cái quai hay là lấy cái gì hết, mấy cái đó nó không ăn được đâu nha anh em.
cái ăn được là cái thu nhập của mình thôi đó. Thì với cái thu nhập mà thí dụ như anh em làm một cái kệ như thế này 4 bày, Liêm bảo đảm anh em có thể ăn được sống được qua ngày đó, ăn được sống được thôi nha, không dư giả nha đó. Còn khi mà anh em cứng rồi, anh em nhân thêm một kệ gì nữa là Liêm bảo đảm một tháng anh em làm sẽ có dư đó. Thì với cái mô hình này là thích hợp nhất cho học sinh nè, sinh viên nè, hoặc là công nhân có thu nhập thấp nè, nói chung là những người mà quỹ thời gian của họ còn dư khá nhiều trong ngày, thì đầu tư một cái này nó có thể kiếm về một tháng vài triệu, nó không nhiều nhưng nó sẽ có thể làm cho anh em gọi là ngôn ngữ dân gian là đỡ vả đó đó. Thì nó nhẹ lắm nha anh em, anh em có thể không phải đầu tư beta và cũng có thể đầu tư guppy nè, nói chung là tất cả các loài cá mà anh em thấy cảm giác anh em nắm được cái gì thì anh em làm cái đó. Nhưng tại sao Liêm hay giới thiệu cho anh em cá beta và có thể nếu là gần nhất là guppy, tại vì hai loài cá này nó tương đối là thích hợp với khí hậu Việt Nam và cái khả năng sinh sản của nó cũng nhiều và cái vòng sinh sản của nó lặp đi lặp lại rất là nhanh đó. Thì cá con đẻ ra cái số lượng nó cũng rất là đông và nói chung là trên thị trường bây giờ hai loài cá này đang rất là hot, nên anh em làm cái này nó sẽ lợi hơn những cái loại cá khác ở cái giá trị dễ mua bán là cái thứ nhất, cái thứ hai là dễ tiếp cận người chơi, và cái thứ ba là về vấn đề kinh tế thì nó một con cá này không bắt cũng không rẻ, dễ giới tới nhiều cái đối tượng để mua cá, thì khi đó anh em sẽ có nhiều nguồn thu nhập hơn là anh em đánh vào những cái loại cá khác đó. Thì video clip hôm nay của Liêm muốn làm là để chia sẻ cho anh em kiếm thêm nguồn thu nhập, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên và công nhân rồi, hay là những bác mà lớn tuổi đã về hưu là muốn kiếm thêm cũng được đó. Thì nói chung là chỉ có giới thiệu cho anh em một cái mô hình đơn giản như thế này và chốt lại cho anh em là nên đầu tư cá giống như thế nào, và nên gọi là sản xuất số lượng cá khoảng tầm bao nhiêu là đủ với anh em mới chơi. Thì video clip hôm nay cũng chỉ có vậy thôi. Nếu anh em thấy hay thì like và subscribe cho Liêm nha, để chia sẻ cho nhiều anh em mà biết đến cái kênh của Liêm. Thì tất nhiên là có lợi nhuận thì về cái kênh YouTube thì Liêm cũng mừng. Liêm cũng nói là như nãy nói là đỡ vả. Còn nếu không có cũng không sao, tại vì Liêm làm YouTube là chỉ để chia sẻ kinh nghiệm chứ không phải để kiếm tiền nha anh em. Rồi, xin chào anh em.